Ai vậy, ai vậy? Ai xuất hiện vậy? Trời ơi, trời đẹp, trời đẹp. Trời ơi. Ủa, chỗ ai xuất hiện vậy? Được rồi, lên đây tôi giới thiệu để cho anh nghỉ đi đã. Wow, không biết từ lúc nào bảo mẫu Hồ Bích Trâm lại có được kỹ năng như nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp vậy ta. Liên Bình Phát. Liên Bình Phát. Trời ơi, tôi không ngờ chị yêu quý đàn con của tôi mà Liên Bình Phát lội từ đất liền mà chèo thuyền qua đây vượt ngàn trùng khơi để ra đây thăm mấy đứa con của tôi hay là thăm bảo mẫu nữ của tôi. Anh nói thiệt đi, anh thăm ai? Ở đây có mọi người ở đây ha. Dạ. Anh Tú, anh Thức Trâm với lại các bạn. Thật ra là cái concept mà Phát xuất hiện nó rất là hoành tráng. Bơi từ biển vào như một vị thần. Bơi từ biển vào như một vị thần. Wow. Đứng trên biển lặng, đứng cầm cây sào. À, cây sào. Nhưng mà hôm nay biển động quá. Thank you.